máy thì 100% là pin, một máy là vừa pin vừa điện. Và cái máy 100% pin này có tặng kèm một cái viên pin cho mọi người là 900.000. Xin chào các quý anh chị đến với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn. Hôm nay sẽ là một cái chủ đề giới thiệu cho các anh chị về mấy cái dòng máy nắng khí của hãng Datong, Tuncen và Dacia. Thì hôm gài là nhiều kênh lên rồi thì thấy bình luận của các anh chị là kêu lên máy nắng khí đi. Thì hôm nay Đồ Nghề Tự Chọn sẽ giới thiệu một số cái mẫu mà máy nắng khí bán nhiều, bán chạy tại Đồ Nghề Tự Chọn ha. Thì về nói về tổng quan của cái máy nắng khí á, nó sẽ có nhiều kiểu dáng khác nhau giống như trên hình các chị xem nè. Thì nó sẽ phân thành hai loại, một loại là có dầu và một loại là sử dụng động cơ không dầu. Nha, nếu có dầu thì chúng ta sẽ phân biệt như thế này. Ví dụ như cái có dầu á, nó sẽ có một cái chụp nhựa trên này. Nha, một cái chụp nhựa trên này và nó có một cái bình nhớt, bình dầu ở đây. Và nó có bình dầu ở đây để chúng ta theo dõi được cái dầu trong đó. Và một cái loại động cơ khác là động cơ không dầu, là những cái loại này. Ha, nó dạy bằng giống như là dây cua roi đó, nó sẽ chạy để mà nó tạo khí cho mình. Thì cái ưu điểm của hai dòng này, trước khi giới thiệu sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu cho các anh chị là ưu điểm của và nhược điểm của hai dòng này. Đối với những dòng máy nén khí mà sử dụng động cơ mà chúng ta có dầu thì cái ưu điểm của nó là nó nạp khí rất là nhanh so với những cái loại mà động cơ mà không dầu nha. Cùng công suất thì những cái loại mà có dầu sẽ nhanh hơn những loại không dầu. Tuy nhiên thì có dầu thì nó chạy rất là ồn, nó ồn hơn không dầu rất là nhiều. Nó thì nó ưu và nhược điểm như vậy. Còn cái loại mà không dầu nè thì nó ngược lại, nó chạy rất là êm ha, máy chạy êm, chạy đầm, không gây tiếng động lớn. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ nạp khí nó sẽ chậm hơn so với một cái loại máy mà cùng công suất với nó, cùng dung tích với nó mà cái loại chúng ta có dầu ha. Thì đó là một cái phân biệt cơ bản. Thì khi mà các anh chị cần mua thì chúng ta tham khảo tùy cái môi trường làm việc của mình, tùy cái nhu cầu của mình mà chúng ta lựa chọn những cái dòng máy nén khí có dầu hay không dầu nó phù hợp nha. Một số anh chị nào làm sơn BU á mà cần tốc độ phun nhanh á thì cái loại không dầu nó nạp chậm, nên là anh chị thường chọn những cái loại có dầu này nhưng mà nó ồn. Nhưng mà bây giờ nhà dân người ta nhiều khi mình vô mình sửa mà chúng ta đem những cái loại mà có dầu này vô nè, nó ồn dữ lắm thì người ta không cho, thì bắt buộc phải sử dụng những cái loại động cơ là những cái máy là không dầu để cho nó chạy nó êm nha. Rồi thì hiện tại giờ Đồ Nghề Tự Chọn thì đang có rất là nhiều máy và nhiều cái dung tích khác nhau. Thì một số cái dòng dung tích cơ bản nè, nó là bao gồm 8 lít, 9 lít, 12 lít, 24 và 30, 35, 50 lít ha. Thì đây nằm trọn bộ trong đây. Thì mình sẽ đi báo giá từng cái để cho các anh chị xem. Thì đầu tiên á, là đây là khu vực máy của Datong, một trong những cái máy nén khí là bán rất là nhiều. Và họ Datong á, là khởi đầu của họ là họ đi xuất phát kinh doanh là từ những cái máy nén khí này. Và khi mà thị trường đón nhận rồi á thì họ mới mở ra những cái ngành dụng cụ cầm tay, nên là thừa thắng xông lên. Thì hiện tại Datong đang bán rất là nhiều trên thị trường và được rất là nhiều anh chị em ủng hộ ha. Trong cái tầm giá này thì nói về cái phân khúc mà hàng Trung Quốc á, thì có chung là Datong thuộc dạng là ngon, bổ, rẻ, phù hợp túi tiền của tất cả mọi người, đa phần của những người dân của mình, nên là họ bán được. Và cái chất lượng thì họ cũng được là kiểm chứng, cũng được anh em ủng hộ và cũng cải tiến thường xuyên, mẫu mã ra liên tục ha. Và tiếp đó là cái dòng DCA. DCA thì nó thuộc nhà máy của Dongchen của Trung Quốc. Thì Dongchen và DCA nó đều là một nha. Tại thị trường Việt Nam thì đổi tên là DCA thôi. Và mình có một cái máy nhỏ kia, cái máy của Tuncen. Thì máy nó 8 lít ha. Rồi bây giờ đầu tiên giới thiệu cho mọi người ha. Cái dòng này là cái dòng 9 lít. Mà giá của cái máy này á, là 2.400.000. Anh chị thấy ha, 2.400.000. Nó sẽ có hai cái vòi ga và kết hợp đây nè, nó sẽ kèm cho mình là cái vòi nói nhanh luôn nè. Hai vòi ga, vòi nói nhanh. Hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ là này là đồng hồ chỉ cho dung tích bình, và đồng hồ này là chỉ cái áp lực ga, chúng ta có thể điều chỉnh được áp lực. Dung tích bình này là 9 lít nha. 9 lít. Động cơ là 1.5 HP, 1.5 ngựa đó. Sử dụng động cơ là không dầu, chạy êm ha. Cái máy này tầm khoảng hai mấy ba mấy giây thôi, không 40 giây trở lại ha, dưới 1 phút. Đã đây đầy bình rồi. Đây là bình 8 lít nha, có giá 2.400.000. Rồi tiếp tục cái bình tiếp theo, kích cỡ tiếp theo nó là cái bình 12 lít. Cái bình 12 lít được thiết kế nó cũng như nè, bình này bán rất là nhiều nha. Bình nó tròn, gọn, nhẹ để mà mọi người ta, các anh chị có thể là đem đi được. Thì giá của cái bình này là 2.290.000. Sử dụng động cơ 1.5 luôn, bằng cái bình 8 lít bên này. Và cái bình này á, thì nó cũng có, nó chỉ có một van ga thôi. Bên này thì chỉ có một van ga thôi, vẫn có đồng hồ chỉ áp suất và một cái đồng hồ chỉ mà cái dung tích bình. À, nó đều có cái tay cầm để chúng ta kéo đi ha. Rồi tiếp tục nữa là bên đây là cái bình này là cái bình 30 lít. 30 lít thì phù hợp cho anh nào mà đi sơn BU.
chúng ta để ở nhà chúng ta bơm những cái xưởng mà xe máy đó nhỏ nhỏ đó, chúng ta làm những cái này, hoặc chúng ta đi bắn đinh công trình thì chúng ta làm bình 30 lít này. Thì so với 30 lít đó, của hãng Đắc Tông đó, thì nó thiết kế nó cũng nhỏ gọn nha, nhỏ gọn để chúng ta đem đi. Thì cái bình này có giá là 2 triệu 750 ngàn. Tất cả những cái sản phẩm này đều có hỗ trợ trả góp tại Đồ Nghề Tự Chọn chân nha. Động cơ của nó là 2.0 ha, 30 lít, công nghệ của Đức mà sản xuất tại Trung Quốc. Đây, đây có bình đây, tất cả hầu hết luôn ở đây, hầu hết luôn tất cả những cái máy của Đắc Tông ở đây đều là động cơ không dầu hết nha các anh chị. Rồi cái máy này nè, nó có hai cái van ga cho mình luôn, có hai cái van ga, nó không có kèm cái đầu nối nhanh nha, nó không có đầu nối nhanh. Và đây là cái đồng hồ, đây là cái đồng hồ chỉnh dòng điện nha, hiển thị dòng điện áp của cái nguồn điện của mình. Rồi đây là ba mẫu thông dụng bán nhiều ha. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Tông cũng ra thêm ba cái mẫu mới này nè, các anh chị thấy không, giống như là nó gọi là mini vậy đó, nhưng mà giá nó cũng cũng khá cao ha. Thì mình giới thiệu cho các anh chị luôn. Thì đầu tiên đây là cái bình, đây là cái máy có dung tích là 6 lít mà sử dụng 100% là pin ha, chúng ta có pin rồi sao chúng ta gắn vào. Thì mua cái máy này là giá là 4 triệu 550 ngàn, anh chị được tặng kèm một viên pin 900 ngàn nha, được tặng kèm một viên pin 900 ngàn à, sử dụng bằng pin toàn bộ luôn. Nếu mà đi công trình nhỏ gọn có chịu đầu tư thì mua cái con này nha, 4 triệu 550 ngàn, 550W nha. Bình này có dung tích là 6 lít thôi, mà chúng ta đi lưu động, chúng ta bắn đinh đó, chúng ta làm thì chúng ta đem theo rất là ok ha. Rồi tiếp tục cái bình này, cái máy này tiếp theo, cái máy này là kết hợp giữa pin và điện, nghĩa là mình có thể là dùng pin được, mình cũng có thể dùng điện được luôn nha các anh chị. Bình dung tích nó cũng là 6 lít thôi, nếu mà đem pin theo cúp điện à, đây nó có công tắc chuyển nè, ta có công tắc chuyển nè, bật qua đây là mình xài pin DC nè, là mình xài pin nè, tắt nè, bật qua đây là AC là chúng ta sử dụng điện ha, AC là chúng ta sử dụng điện nó. Nếu mà mình đem cái này đi mình sử dụng, nếu mà cúp điện thì mình vẫn có pin mình sử dụng luôn. Thì cái máy này giá là cũng là 4 triệu 550 ngàn ha, bằng giá nhau. Nhưng mà cái máy này thì không có tặng pin cho mọi người nha, cái máy này không có tặng pin, hai máy này bằng giá nhau 4 triệu 550 ngàn. Một máy thì 100% là pin, một máy là vừa pin vừa điện. Và cái máy 100% pin này có tặng kèm một viên pin cho mọi người là 900 ngàn, còn cái máy này thì không có tặng nha. Rồi tiếp tục cái máy này bán cũng được nè. Cái máy này là dung tích là 10 lít, nó sử dụng điện 100% luôn, có đồng hồ hiển thị ha, để cho mọi người xem trên đây. Đồng hồ là đồng hồ LCD nha, hiển thị cho mọi người. Rồi dung tích bình này là 10 lít, có giá là 3 triệu 050 ngàn ha, 3 triệu 050 ngàn nè, các anh chị thấy ha, 3 triệu 050 ngàn. Tất cả những cái dòng máy này là đều sử dụng động cơ không không có chạy dầu, và tất cả đều được bảo hành 6 tháng nha, bảo hành động cơ máy, bảo hành linh kiện máy là 6 tháng nha. À, nó đẹp lắm. Rồi đó là những cái dòng máy của Đắc Tông cho các anh chị. Giá bán được bao gồm bên Đồ Nghề sẽ hỗ trợ trả góp cho các anh chị hết toàn bộ, nhưng mà chưa bao gồm phí phí ship nha, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, nên là mọi người lưu ý. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ qua những cái dòng máy của DCA. DCA thì đây là mình có một cái con máy là 8 lít nè, con này là 24 lít chạy không dầu và 24 lít chạy có dầu, và bên đây là cái máy là 35 lít ha, để chúng ta sử dụng. Thì DCA là nó thuộc nhà máy Đông Chen, nên là cái chất lượng của nó mình bán trước giờ cũng nhiều lắm rồi, hàng ok, tỷ lệ bảo hành thấp và linh kiện phụ kiện thay thế đầy đủ ha. Để mình kiếm cái nhà máy Đông Chen cho các anh chị coi nè, này nhà máy Đông Chen nè, chói quá mọi người thấy không nè, thấy không, Jiangsu Đông Chen, nghĩa là tại Trung Quốc thì nó là một cái thương hiệu là Đông Chen, nhưng mà về Việt Nam thì đây là đóng là thương hiệu là DCA nha, mọi người lưu ý ha. Thì cái máy này là một cái những cái mẫu mà thiết kế cổ điển là bình thường thôi, nó giống như Tung Sen này. Thì cái này là chạy không dầu, có giá là 2 triệu 480 ngàn ha, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, hỗ trợ trả góp cho các anh chị luôn. Máy sẽ có một vòi ga và một cái đồng hồ để hiển thị ha, không có chỉnh áp nha. Rồi nói sẵn qua cái con Tung Sen này luôn đi, con Tung Sen này nó cũng tương tự như cái con DCA trên kia, nhưng mà con Tung Sen này là nó có chạy dầu ha, nó chạy có dầu và nó chỉ có một van ga giống như thế này thôi, và giá con này là 2 triệu 416 ngàn nha, 2 triệu 416 ngàn hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn. Rồi tiếp tục đây là những cái dòng máy nén khí của DCA dung tích lớn nè, cái bình này là 24 lít chạy không dầu, có giá là 2 triệu 810 ngàn ha, một vòi ga, một đồng hồ ha, một vòi ga thôi đó. Động cơ của nó đây, để mình coi cái động cơ này là bao nhiêu nha. Động cơ của nó là 0.75, 0.75 là một ngựa đó ha, một ngựa, một HP đó mọi người, một ngựa
máy được bảo hành 6 tháng nha. Rồi bên đây là có dầu nè. Có dầu thì động cơ của nó là 2 ngựa. Thấy là động cơ của nó 2 ngựa là giá của nó là 3.130.000. Thấy là động cơ nó mạnh hơn, lớn hơn, nạp khí nhanh hơn cho mọi người luôn ha. Nó kèm theo cho mình, không biết cái này hình như có kèm theo một cái bình dầu nữa, nhưng mà nếu mình coi kỹ lại trong cái hộp nó, thùng nó có hay không ha. Rồi nó có một vòi ra thôi. Một vòi ra cho mình, một vòi ra đây. Ha, 3.130.000. Cái máy nén khí có dầu của Desa, động cơ của nó là một là 2 ngựa. Rồi, dung tích 24 lít. Rồi tiếp tục con bự nhất hiện tại bây giờ tại đồ nghề tôi chọn ha. Có máy 50 lít nhưng mà bên mình bán hết rồi, chưa về kịp. Chẳng quay thì quay tới cái máy 35 lít thôi. Thì đây là động cơ có dầu của DCA, sử dụng động cơ là hai ngựa, 1.5 kWh nè, 1.5 kWh nè, nghĩa là một ngựa là 0.75 thì 1.5 là nhân đôi lên là hai ngựa nha. Cái bình này là 35 lít, có giá là 3.410.000, hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn, bảo hành 6 tháng nha. Vẫn là chỉ có một vòi ra thôi, những cái máy nhỏ này thường chỉ một vòi ra thôi nha. Đó là tổng quan về những cái máy nén khí tại đồ nghề tự chọn nha. Tất cả những cái máy này giá bán thì đều có hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn. Tuy nhiên là chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha. Nếu mà khách hàng nào ở Cần Thơ thì mình sẽ hỗ trợ vận chuyển nội ô miễn phí Cần Thơ. Còn nếu mà khách hàng ở tỉnh thì mình sẽ hỗ trợ chuyển ra Chành để mà vận chuyển cho nó rẻ. Hoặc là chúng ta có thể chuyển phát COD cho mọi người luôn. Thì cước phí nó cũng hơi khá, thì tùy địa phương sẽ có mức phí khác nhau, thì mình sẽ lên và báo cụ thể sau ha. Rồi nếu có tất cả những sản phẩm này đều có đường link bên dưới, các anh chị theo dõi sản phẩm này muốn coi sản phẩm nào đó thì chúng ta vào comment ở dưới hoặc ở phần bình luận ở dưới phần mô tả sản phẩm này để mình coi cái thông tin sản phẩm và có báo giá trong đây luôn. Mọi người có thể là mua hàng online trên website của đồ nghề tự chọn hoặc là các kênh thương mại điện tử ha. Rồi nếu anh chị nào ở khu vực miền Tây mà có nhu cầu nhập hàng đại lý của hãng Đất Đông, DCA, Tunsen, tất cả những thương hiệu mình đang bán tại đây ha, đồ nghề tự chọn đang kinh doanh tại đây, thì anh chị có thể là vui lòng với số Zalo hiển thị trên màn hình để mà đồ nghề tự chọn có chính sách giá tốt hỗ trợ cho các anh chị trong vấn đề chúng ta bán hàng. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.